cũng ok đấy. Nhưng mà cách âm môi trường nghe vẫn rõ quá hả? Đâu, này mình chưa tốc độ cao, thử đứng bấm tốc độ cao đi mới biết được. Mới bộ thấy cách âm môi trường vẫn hơi ổn. Cái con này là nó nằm phân khúc giữa giữa B giữa giữa CUV B và C, nó cũng không phải C mà cũng không phải B luôn. Dạ, nó nằm giữa giữa Đúng rồi, lỡ lỡ. đúng rồi. Về cấu hình động cơ khung gầm treo này nọ thì nó chỉ nằm ở hàng B thôi, Dạ. nhưng mà về công nghệ an toàn thì nó lại nằm ở hàng C, cho nên là nó là dòng nó lại nằm giữa, cộng thêm cái thương hiệu Toyota nữa là lên hàng C liền. Cái logo quyền thoại anh. Đúng rồi. DSG Lên nhanh đấy, động cơ điện đang hoạt quá động. đã luôn đi chứ. Con này mà tăng tốc nhanh lắm, tại vì nó xài động cơ điện, nó mô men xoắn nó lên rất là ghê. Tao tưởng mày lách sang kia luôn chứ. Ăn đạn. À, cái đâm môi trường quá, nghe rõ bên ngoài. Nhưng mà tiếng lốp Tiếng lốp nó ít ok. ít ha, tiếng lốp ít. Tiếng lốp Ok. cái đâm Con này vẫn thắng điện gầm tử rồi cho được anh. đấy. Vẫn thắng kia hả? Dạ, Vẫn vẫn thắng cơ. Thắng cơ. Thắng cơ nó nằm bên chân côn đấy. Giống như rồi. Còn nó ba chừng dưới á. Nhưng mà từ đằng sau nó không có chế cái đó mà thắng điện tử hoặc thắng để trên này luôn ta. Để trên này nhiêu đây đủ bán rồi, nhiêu đây là không có xe bán rồi, thêm nữa làm chi. Ô thật sự luôn, xe này là được. Nếu mà nó thêm được cái phần điện tử đó là nó ok hết luôn rồi. Là nó vô địch rồi. Là không có gì để chê luôn á. Mà da viết cũng ok. Da rồi con này làm được đấy. Nhưng mà không gian ghế thứ hai nè, anh nhìn nó không 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 quá rộng à, cũng tương đối Đó, thôi, bởi cũng vì được. biết sao không? Thiết kế của nó là cốp về sau quá bự rồi. Cốp thì bộ bự, cốp bự mà Không, nhưng sâu luôn, mà rộng sâu. thực tế thế này là này giải ok rồi. Ngồi cũng được, nhưng nó không quá rộng so với những cùng phân khúc này, ví dụ như Tucson rộng hơn con này nhiều. Đúng không? Nhưng mà như này thì cũng ngồi được. Cũng tương đối nhưng mà không rộng bằng những con khác thôi chứ không phải là chật. Mà nội thất được đấy. Chỉnh chu phết. Có mấy chế độ lái tôi xin chứ. Dạ nó có ba Ok, chế độ tí em lái. cởi cho. Con này có mấy chế độ lái anh? Dạ ba chế độ lái. Eco nè, normal và chế độ hiệu năng cao đúng không? Dạ. Hiệu năng cao là xài cả hai loại động cơ điện và động cơ xăng. Đấy. Chích phát là đi, động cơ điện Quá nó đã. lên nhanh lắm. Thế Con này về chính là tốc độ bỏ tối rồi. đa thì không cao đâu nhưng mà cái độ giọt nó tốt lắm. Cái dính động cơ điện vô là giống như mình chạy xe máy điện cũng vậy thôi. Xe máy điện là nó hãm từ từ không được, kéo cái đi kéo là đi. Này cái khung đường mình chạy là chạy đây qua bên cầu vượt đúng không ta? Dạ, qua khỏi cầu Thanh Lương xíu rồi dừng lại. Thì cái nếu mà thấy nó kẹt quá thì mình khỏi qua cầu mình dừng trước cũng được. Dạ. Chứ lũ qua tới bển dòng lại thì nó kẹt cứng ngắc nữa. Xe nhìn Nhưng mà kiếm cái đoạn nào gờ gờ xem hệ thống treo sau nhưng mà như thế nào. màn hình làm hơi bị thô thô xíu thôi. Cái Nhưng khung mà màn hình á, chứ không phải mình thôi nha, cái khung màn hình á, đúng rồi. Hồi nãy em tưởng vô là cứ tưởng là 12 inch không á chứ. Cái khung màn hình nhìn Tại hơi vì thô hồi thôi chứ đầu thực ra là nhìn tưởng là là tuyệt vời thôi. Nó full nét ra cơ mà. Nó full diện luôn đó mà. Đúng Xe rồi. Màn hình, hồi màn hình đầu chỉ nó có tắt khung không dài. Nhưng mà cái cam này cũng hay nha. Cam này Nó rõ. nó khá Đây là mình nhìn cam mình nhìn nhìn thì nhìn nó cũng rõ đấy. Khi mà mình xi đây nhan mà có vật cản là nó hiện lên giờ mình ngay. xem được luôn mà đúng không? Dạ đúng rồi, mình tự xem cũng được luôn. Màn hình nhập thái về chứ không phải là nâng cấp ở đây. Dạ. Việt hóa Xe đồ hết này ha. là quá tuyệt Làm đồng vời. bộ tốt chứ. Vô lăng cũng đẹp mà. Vô Vô lăng lăng gì cũng đẹp. đẹp. Cái màn hình trước vô lăng đẹp vãi. Cruise control tự động giữ khoảng cách với xe trước xe sau luôn. Khách Cái đó xe điểm phía ăn trước. tiền đó, ăn tiền Cảnh báo lệch làng. Rồi giữ Ví làng dụ nó là luôn. cả Camry đúng không? Ví dụ mấy cái phân khác á, phân khúc khác đó gọi là ví dụ như là cái gì kiểu thu trôn á, nó đâu có tự động thắng cái đó đâu. Mà 80 cái 80 vả thì chứ. Mày tự thắng ấy chứ. Còn này nó có chế độ luôn gọi là cam có cái gì radar thông minh luôn rồi. Nó có radar nó quét luôn. Xe này không, cái kính lợi hại không, cái kính nó dời lui phía sau khoảng một gang tay cái là nhìn thấy cái điểm mù nó giảm hẳn ra đúng rồi ha. đúng rồi Chứ cái gương bình thường là cái gương mấy cái xe khác là nó nằm bên trên á, nằm ngay cái trụ A luôn thì cái điểm mù nó càng lớn. Con này làm như thế này thì giảm điểm mù. Nhưng mà độ quan sát của mình cũng Ủa con này càng chạy chạy bình thường là nó vẫn nó tắt rồi kìa. Ba Chắc sáu mươi chạy bình thường đó trên mười mấy cây là nó sẽ tắt chứ. Không phải dính ghế. Đúng là giọt quá. Dính ghế. Có động cơ điện là vậy. Nhưng mà khổ nổi là bây giờ mua không có xe, mỗi đại lý có một chiếc à.
Động dạ, cơ à, cái loại hybrid là một. Dạ đúng là hybrid thì phải qua tới quý 1 cũng có. À. À. Cơ bản là Toyota họ không muốn bán hybrid, họ chỉ làm ra một flagship để PR thôi, còn lại là bán bản xăng là chủ yếu. Dạ. Nhưng mà bản xăng của nó 820 nó có cái gói Toyota Safety Sense quá dữ rồi. 5 công nghệ đúng không? Không. Cảnh báo điểm mù nè, cảnh báo lịch làng nè, cơ giữ làng đường nè, adaptive cruise control nè và phanh khẩn cấp luôn. 5 món đó là quá dữ. Mà mình quần tới quần lui sáng nay bên Toyota mình thuộc hết sản phẩm Toyota luôn. Quá dữ đúng không? Mình thuộc hết mấy con Cross này luôn rồi. À, sáng giờ thì cũng đi nhiều đại lý anh. Không có mỗi bên mình thôi. Yeah. Nhưng mà ngồi sáng giờ để được lái thử ngồi mấy tiếng rồi đấy. Dạ. Yeah. À, lái thử mà phải đợi mấy tiếng chứ đâu phải đùa đâu, phải đăng ký là được lái đâu. Dạ tại đông quá chứ đông quá mà phải chờ cái cung đường mình nó cũng kẹt xe nên về nó hơi lâu. Dạ. Ở này mình lái nó tính khoảng 3 phút nhưng mình mất cả tiếng đồng hồ chứ bùi giờ đâu đó. Đây dạ. Mình chạy nghiệm được cái gì đâu nãy giờ. Do nó kẹt xe. Đúng rồi. Mình kẹt xe quá chạy nghiệm được cái gì đâu. Ủa mà trong phố. Dạ đúng rồi, vô trong đó. Ủa nhưng mà tại sao không vào đó ta? Tại vì chỉ tụi em là muốn giới thiệu lên cái showroom mới của mình rồi. À. Giới thiệu cho khách biết. Showroom bên này là vừa bán xe cũ vừa bán xe mới luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Ô nhân viên đông không anh? Cũng đông á. Phải đó có xưởng dịch vụ luôn mà. Ừ. Đó gọi là 2S luôn hả? Dạ chưa, nó chỉ 2S thôi. 2S là cái gì ta? Dịch vụ bán hàng thôi. Dịch vụ bán hàng. Không có chăm sóc khách hàng. Đúng không? Dạ. Ủa, có chỉ có không sửa chữa thôi. Có sửa chữa nhưng dạ, có mà... sửa chữa. Có sửa chữa bản hàng. Tức là có sale với service. Chỉ có bán là bán. Không có không có bán xe mới. Không có spare part. Không bán xe mới luôn hả? Dạ. Ủa? Có trưng bày nhưng không lại không bán. Có trưng bày chỉ xe mới thôi. Có dịch vụ rồi có kia chứ có dịch vụ là Tân Phú. Tân Phú. Dạ. Tính ra như con này cái đam mày là ổn đấy chứ. Cái âm so với những xe Toyota khác là ổn. Đúng không anh? Dạ. Anh thừa nhận không, so với những xe Toyota khác là như Camry thì không nói nha, còn con mà tầm dưới rồi là ồn lắm. Mình cũng đi mấy con Toyota đi miết mà. Antique thì như các kiểu mình cảm nhận được đơn giản thôi, không cần phải chạy, chỉ cần đóng cửa thôi là mình hiểu được là cái đóng cửa hồi nãy con Antique đóng nghe là thấy chán rồi. Cái ron dở quá. Đóng cửa mà dội ra dội vô mấy lần. Nhưng mà Toyota có cái chất có Toyota. Đương nhiên thương hiệu lớn. Vào làm được cái kìa. Ồ, hồi nãy bạn kia bạn bảo là booking đối với cái bản hybrid và cái bản V này nè là tương đương nhau. Vậy mà bản hybrid ôi, không có xe mà người ta booking như vậy, người ta đợi tới năm sau luôn hả? Dạ, người ta vẫn đợi. Wow. Dạ. Kinh khủng nha, người ta chấp nhận người ta đợi tới năm sau. Quý 1 á. Quý 1 là năm sau là sao? Hybrid hả? Hybrid á. Người ta đợi á. Tức là hồi nãy bạn kia bạn bảo là cái số lượng booking đối với bản full á, bản hybrid bản này đang chạy này nè, với cái bản giữa đó là tương đương nhau. Nhưng mà bản hybrid là mỗi đại lý chỉ có một xe thôi, còn lại đặt hàng sang năm sau hết. Dạ. Chỉ có một xe lấy thử chứ không có bản đúng không? Ngay cả cái bản thấp hơn cái bản này hiện tại cũng không có xe luôn. Mỗi tháng về lác đác 5-7 chiếc. 5-7 chiếc. Chết thật. Thưa. Thế thì muốn trải nghiệm nó cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng mà nó làm thị trường vào thời điểm này là chết hết những thằng khác ra cùng lúc. Quay được kìa, nó cho phép quay kìa. Những thằng ra cùng lúc là chết hết với thằng Cross này. Đang quay nào đó, tới đi. Ấy, thấy hay chưa? Đánh xi nhan cho nó hiện cam 360 khá là bén đấy. Nó thông minh quá hả? Công nhận này. Này tự động nó hiện lên luôn chứ có ai bật gì đâu. Trải nghiệm không? Thôi tuân thủ đi. Thôi. Nguy hiểm lắm. Chẳng có gì đâu nhưng mà thôi. Thôi mình chạy ké mà. Khoảng vòng tua khoảng lên bao nhiêu đã tiết động cơ nó mới dội vô vậy? Xem vòng tua đi, em đạp thử vòng tua đi. Đấy. Đó. Vòng tua nó mắc luôn đó không ơi. Con này. Mấy mình ngồi đằng sau hơi khó quay nha. Được, xe tuyệt vời. Trèo thành xoắn đấy, đi qua cái là kịch ngay. Nó khác với đa điểm qua nó sẽ dịu hơn rất nhiều.
cấu hình treo trên con này là chỉ tương đương hạng B thôi. Nhưng mà cái kính tràn viền đẹp. Không, nó có hay là có cửa sổ trời luôn nè. Cửa sổ trời này mình chưa có tháo ra thôi. Đấy, cửa sổ trời. Cửa sổ trời nó có mở được không? À mở được mà. Có, nó hí lên được luôn kìa. Bên đây, bên đây. Lắp cứng lại. Lên xuống. Đó, nó có nghiêng lên và có chạy tới chạy lui luôn. Nhưng mà này thực ra ở Sài Gòn thì cái này cũng không có quan trọng lắm. Ít cũng ít sử dụng, không xài tới luôn. Được cả là gương chống chói ECM này đúng không? Đúng là điều hòa Toyota tốt ha. Nhưng mà nó có một cái là nó lạnh quá nhanh. Nó lạnh quá nhanh luôn á. Nó lạnh theo cái kiểu mà nó không phải là lên dịu từ từ mà mở cái nó lạnh liền luôn á. Chắc là chạy khoảng trên 10 cây là nó đã tắt cam rồi, cam 360 rồi. Để mình không có tập trung. Toyota mà tập trung làm sản phẩm nào một cái là đối thủ cũng mệt mỏi hết. Khó cửa sống. Thêm mấy thôi mà. Không nhiều mà nó ok chứ. Đi sao lạnh không anh? Lạnh mà. Quá lạnh luôn. Vừa lên là thấy rồi. B này là cái gì ta? Qua cần số anh gặt thử anh. Đâu? B hả? Để chỉ là... báo thì nó chạy điện á. Cứ chạy thử đi. Không phải chạy B chạy điện là sao? Ủa nó có nút B nữa kìa. Nút này nó à, là chạy toàn bằng điện luôn toàn hả? Toàn bằng điện. Full là chạy điện là chạy được khoảng bao nhiêu cây anh nhỉ? Khoảng một cây số. Một cây đâu? Cái động cái quãng đường mình chạy hay là cái tốc độ anh? Cái quãng đường mà anh chạy khi mà anh chạy hoàn toàn bằng động cơ điện á. Dạ. Còn cái quãng đường đó thì nếu mà hoàn toàn động cơ điện không á thì khoảng một cây là một cây số anh. Ủa? Đến 2 cây số là hoàn toàn điện. Hoàn toàn điện không á. Cái này gọi là nó chỉ gọi là để dùng giọt thôi. Dùng xăng để kết hợp với nhau thôi. Vậy là cái động cơ điện này, cái pin này nó chỉ chạy được khoảng một đoạn ngắn vậy thôi hả? Dạ đúng rồi. Nó chỉ dùng trong những lúc mình đề ba hoặc là mình thốc ga thì nó can thiệp vô để nó tăng cái moment lên mình vậy thôi hả? Hồi nãy em có hỏi là khi mình xe này nhiên liệu hết xăng đó, thì nó có sử dụng dòng điện để chạy không thì không được luôn. Lạ ta. Giống như là điện nó theo thông thường một cái động cơ hybrid như thế này á thì cái động cơ điện nó cũng phải chạy được tương đương cũng vài chục cây chứ không phải ít đâu. Nó không chạy được đâu đấy, chắc phải tầm phải mười mấy, 20 hoặc là 30 chứ. Đâu mà dữ vậy? Để tí về mình hỏi cái anh đào tạo bên Toyota biết ngay. Thì nãy cũng có hỏi rồi, anh thì nói nếu mà chạy thì khoảng được một cây 1 km thôi. Kỳ ha. Yeah. Tại vì á, cách đây khoảng 5-7 năm cái em cũng làm đề tài về con xe này khi mà đi học á. Yeah. Làm đề tài về cái xe hybrid này cái đây 5-6 năm rồi. Thì em nhớ là một cái động cơ hybrid thông thường á, một cái động cơ điện nó cũng chạy được cũng mấy chục cây giống hệt. Nó tùy theo từng xe, tùy theo cái pin đấy. Thì đúng là những cái lúc mà mình đề ba hoặc mình tăng tốc á nó sẽ can thiệp, nếu mà đề ba thì gần như nó sẽ xài động cơ điện không thôi. Còn khi mà mình thốc ga mình chạy chế độ kiểu như thể thao á thì nó sẽ xài song song hai động cơ luôn. Đấy. Nhưng mà nó vẫn có một cái quãng đường nhất định để mình sử dụng cái động cơ bằng điện đấy. Mình nghĩ là nó phải chạy được mấy chục cây, cũng vài chục, không quá nhiều đâu nhưng mà cũng được vài chục. Để tí hỏi là anh đào tạo. Dạ, sao anh đào tạo anh sẽ giải thích cho mình rõ hơn. Ở đó anh có học ô tô á anh? À đúng rồi, mình học ô tô ra. Dạ. Ở đó anh học trường nào? Học ở bên sư phạm kỹ thuật. Em có học sư phạm kỹ thuật đó. Ở đó cái đề tài tốt nghiệp của mình là làm về động cơ nhiên liệu lai, chứ không phải là động cơ lai. Động cơ hybrid là gọi là động cơ lai. Dạ. Còn động cơ nhiên liệu lai nữa là cái loại mà động cơ mà nhiên liệu nó pha trộn hydro vào á. Dạ dạ. Ở đó làm. Ở đó ai hướng dẫn đồ án cho mình anh? Thầy Thành bên khoa điện á. Dạ, em biết thầy đó. Thầy đúng trầm tính luôn, gặp thầy đúng 3 lần với nhiều. 3-4 lần vậy. Gặp thầy Thành thì mới vui tính à. Thầy Thành. Đúng rồi.
Nhưng hồi đó mình học bên khóa sư phạm. Dạ. Yeah. Học lớp sư phạm. Bây giờ mình công tác ở đâu anh? À, cũng ở gần đấy luôn. Yeah. Kế bên luôn á. Cái là điều hòa hai vùng độc lập, còn cái bản giữa là một vùng đúng không? Cái giữa hai vùng luôn chứ, vùng luôn giống vậy luôn á. Dạ, nó giống. Nó khác, anh biết khác gì không? Nó khác cái màn hình táp lô, nó khác nè, và nó khác cái động cơ nữa. Còn lại hồi nãy em coi hai con demo, hai con lấy tưởng nó giống nhau cả. Nó từ xanh mà nó thử không? Mình phải kích hoạt lên không? Kích hoạt đi coi. Dạ, cái đó thì chắc phải đủ khoảng cách nó mới phanh, nhưng mà thôi đừng có thử mấy cái trò này là công nghệ an toàn này nó chỉ cứu mình trong những cái thời điểm mà mình quên thôi. Dạ. Hoặc là một lúc chứ không phải lúc nào nó cũng, tại vì radar nó sẽ có độ nhiễu sóng nữa, radar và hoặc là camera gì nó đâu phải là an toàn tuyệt đối đâu. Thử đợt cái ông nội bên Mazda đấy, ông chơi ẩu, ông chơi ngu đấy. Tại cái này chỉ là hỗ trợ một phần thôi, đâu có tập trung. Nhưng mà ngày xưa mình bên mình có đi con focus đã vô tình rồi, vô tình là mình quên phanh á, mình không phanh, mình không để ý á. Yeah. Xém tí nữa chui gầm con xe container là nó phanh luôn. Nó phanh chết luôn, nó phanh giật người luôn á. À. Con Ford Focus mà đời 2016 á, con bản titan vô bản full là hồi đó nó đã có rồi. Nhưng mà là xài những cái radar này nó cũng có lúc nó bị chập chờn mà đâu phải nó an toàn tuyệt đối đâu. Yeah. Nào cũng vậy thôi, có thì tốt, nó chỉ hỗ trợ cho mình thôi. À, mà nhiều ông lại không hiểu, lại cứ chơi ra thử chết. Nói chung là tôi tao đi tôi ta Việt Nam nó cũng không khuyến khích là mình thử. Không ai mà đi khuyến khích. Yeah. Cái đấy cả. Yeah. Mày khuyến khích cái đấy là chết luôn, cái gì nó không tuyệt đối thì không được khuyến khích. Yeah. Vì lái xe an toàn là do thằng lái thôi, thái độ do thằng lái thôi. Mày đâu có đèn đỏ đâu, mày loạn mà. Nó kẹt xe quá nhờ. Cái này không có đèn đang loạn đường. Mình đang trải nghiệm thử cái xe này có tính năng chạy chậm hay vô lăng này trợ lực điện đúng không? Phải ra đúng cao tốc mới được. Vô lăng trợ lực điện này nó có biến thiên không anh? Tức là chạy nhanh nó có siết lại không? Dạ không ạ. Không hả? Dạ. Tức là nó nhẹ quá. Nó nhẹ mãi luôn hả? Chạy chậm nó cũng nhẹ mà chạy. Dạ. Nhanh nó cũng nhẹ hả? Nguy hiểm quá là nó có thay đổi theo chế độ lái không? Ủa nếu mà về cái chạy nhanh nó phải gồng lực thanh. Nó phải siết hơn. Nó có biến thiên tốc độ y như cái thằng của Land Cruiser. Ồ vậy hả? Dạ. Ồ vậy là trợ lực điện, chỉ là trợ lực điện chứ không biến thiên. Nó nhẹ ta lái thôi. Dạ. Vậy là chạy cao tốc nó cũng nhẹ luôn thì nó chán quá. Ví dụ như là mấy con gì của mình đấy, con Accent á, chạy tốc độ cao nó cũng nhẹ đấy. Nhưng mà lên Tucson, lên Kona nó khác nha. Bắt đầu từ cái Elantra thôi, đừng nói kia, Elantra thôi nó rất khác rồi. Ừ, Tucson và Kona cũng vậy, Kona nó cũng sẽ siết lại. Trong từ quá kẹt luôn. Mà từ Elantra trở lên á là nó đã có cái gọi là chế độ lái đó, thể thao á, nó siết vô lăng lại rồi. Dạ thì bắt đầu tôi tính tôi đi cung đường khác á, xe là nó có để chạy luôn. Chứ nãy tính quẹo vô khu công nghiệp Tân Bình á, đi lên ngoài rồi thế thôi cho anh chạy luôn. Quẹo khu công nghiệp Tân Bình với ra chế Lân Viên thế gần hơn đúng không? Ở với lại đường vắng, đường đó dễ đi với lại dễ test. Đường này mà test thì không chạy được gì. Kona xanh này cái Kona được cái động cơ khỏe, xe lăn lại gọn, nhưng mà ồn. Ông nào thích thể thao á chơi được turbo đúng không? Ừ. Các bạn turbo xài chung động cơ với Tucson mà. Đúng rồi. Mà nhẹ hơn Tucson 200 mấy ký, vậy đạp đi ngay. Ôi trời ơi, kẹt quá kẹt. Ông Lý Thường Kiệt này là ông có mấy chi nhánh nhỉ? Nói về tổng cộng là 4 chi nhánh. Chi nhánh Sài Gòn hả? Ba chi nhánh Sài Gòn, một chi nhánh là tỉnh. À. Một cái vậy tỉnh là phú nè. Cái này là mới khai trương nè. Là cái thứ ba đúng không? Cái thứ ba là Sài Gòn. Cái này mới khai trương. Đi mà hỏi thật, ở bên đây là chủ đạo là xe cũ hay là xe mới? Trước mắt là xe cũ à. Nhưng mà có trưng bày xe mới khách mua thì mình bán sang cả luôn. Dạ. Là chủ lực vẫn là xe cũ. Thì cũng có trưng bày nếu khách muốn tham khảo á. Ừ. Thì để cho khách tham khảo luôn, có một cô nhưng mà xem nó lạnh. Công nhận nếu mà để cái chân ngay cái chỗ mà nó cửa nó ra đúng lạnh luôn á. Treo luôn rồi. Lạnh phải né đi luôn á. Dạ nó chỉ có những
cái điều hòa này thấy Hùng Lâm bảo là điều hòa lạnh sâu đó hả? Sâu. Và sâu. Mình không hiểu cái từ lạnh sâu lắm. Để hôm nay đi ra đấy đều lạnh, mình chỉ thấy lạnh buốt thôi, lạnh đều né luôn á. Ở dưới này có nó có cổng nguồn. Có cổng nguồn. Đây này hai cổng. Hai cổng nguồn. Thảm này thảm chính hãng tặng cho khách luôn hả anh? Dạ đúng rồi. À không có đẹp chứ hả? Là mua xe, mua xe là có tặng luôn. Đằng sau cốp thấy nó có đó. Được tặng thảm hay là nó sẽ nó theo xe ra. Nó theo xe từ bên kia về luôn hay sao ấy. Dạ. Hay vậy ta. Ủa sao lại con bé kia tư vấn không có đâu. Có thể bỏ qua sai sót này được. Tư vấn ngân hàng đâu phải ai cũng nắm hết tất cả đâu. Có này có kia. Quan trọng là bạn nào xin mình mua thôi. Ai bán giá rẻ mình mua thôi. Ai có xe kia giao là mình mua thôi. Xe nữa. Cái món lạnh vậy. Em thử bấm mấy cái hướng đó xem. Mấy hướng nè. Hướng đằng trước. Cái này cặp lề hả? Cặp lề. Cặp lề. Đổi hướng hết nè. Khi mình đánh xi nhan mà có vật cản nó tự động bật cam lên luôn mà. Dạ, mình chỉ cần mình đánh xi nhan nó đã bật cam rồi. Ủa. Hồi nãy ông kia ông đào tạo sản phẩm ông bảo là đánh xi nhan mà có vật cản mà cảm biến nó cảm nhận được thì nó mới bật lên, còn nếu mà đánh trong vùng trống không có là nó không bật. Dạ. Thì em ngồi trong showroom á. Là em có bật thử. Thì nó vẫn hiện cam. Chắc có vật cản hay sao đấy. Nhưng mà bật lên là tốt rồi. Nó sẽ an toàn hơn. Rõ mà ngoài trời rõ. Như này là quá rõ ha. Cái bước ở showroom ở Lê Trọng Tấn lại lâu chưa? Lái sang, lái thử ở trên chỗ showroom Lê Trọng Tấn. Dạ không, chỉ có tổ chức lái thử ở bên đây. Mới lái thử bữa nay luôn á. Dạ. Tức là cái road này á, ở showroom của Lý Anh Kiệt của mình á, chỉ có lái thử hôm nay thôi. Dạ đúng rồi, mới lái thử ngày hôm nay thôi. Sáng mình đi lang bang mình thấy định qua coi cái xe, ai ngờ mấy ông tập trung làm sự kiện đây. Trời ơi, dính ghế luôn trời. Đúng, xe điện này quá tuyệt vời luôn rồi. Kìa nó đang xài động cơ điện ấy. Anh chạy xe máy điện cũng vậy đó, anh kéo phát là lên ngay. Đúng rồi, xe máy điện. Xe máy điện nó vọt đến nỗi mà anh không thể nào hãm cho nó lên từ từ như xe xăng bình thường được. Anh chạy xe máy điện con VinFast Clara đó. Anh nhích cái là đi á. Bởi vậy mấy con Tesla nó mới là có khả năng tăng tốc tốt nhất thế giới. Tại vì xài động cơ điện đạp phát là lên ngay luôn anh. Tesla nó đạt cái công suất cực đại. Quá sớm luôn. Tesla có xuất được các nước không ta? Mình thấy toàn bản ở Mỹ không ta? Tại vì các hệ nước khác nó chưa có cái hệ thống sạc anh. Chưa phổ biến được. Mỹ hình như chỉ có một số bang nó có thôi chứ đâu phải nó phổ biến đến toàn nước Mỹ đâu. Mấy con này về ổn rồi. Có ổn. Tầm tiền nếu mà 820 triệu mà mua con. Ông con này 920 chứ. Con này 920, con 820 là cái con bình thường bản giữa. Đang chạy vòng tua nhiều anh. Này nó không có để. Không phải vòng tua luôn đúng không? Tốc độ tăng tốc rất là này. Cái gì đồng hồ không có vòng tua ba. Vãi vậy. Cái này nó theo chế độ, nó không có để vòng tua. Cái này chắc ngàn. Nó chia phân chia theo mỗi gạch là ngàn á. Cái đó là chế độ lãi mà. Thì dòng vòng tua nó kéo bên đây nè. Vòng tua nó vượt theo chế độ lãi luôn đúng không? Dạ. Do là mình nó đang đèn đỏ. Sao cái gì? Mình đang đi ra đậu đằng trước đèn đỏ đó. Bây giờ bạn chạy. Có đang xe máy đâu. Lái có một đoạn kẹt xe là nhiều. Tốc độ đọt quá, quá đã đúng không? Vừa nhấn cái là nó ấy. Đều quá đã. Cái này không có báo về tốc độ. Anh dẫn phát ra lên thì chín gần trăm luôn kìa. Chín mấy thôi. Cung đường
mới quá chứ kẹt quá. Nó cũng đấy, thời gian. Không kẹt đâu. Vào cái Tân Phú đây là hầm nhất dạ, luôn. Qua khúc chéo đằng viên nó đang trống trống rồi vô Phong Phú là nói chung là không hề test một vòng rồi chạy, đi về chạy không ngồi đâu. Chạy đỡ hơn giờ, nãy giờ cái khung dạ. Giờ mình mất cả tiếng đồng hồ chạy được cái gì đâu. Nãy giờ mình mất khoảng gần một tiếng rồi đúng không? 25-26 phút. 20 phút đúng không? Hơn 30 phút rồi đấy. Mỗi người lái hơn 30 phút. Có nhiều khách người ta chờ người không được cái người ta tiếng người ta bực nó về. Tại vì có chứ không phải mình chạy nhiều mình, đâu. Mình đợi sáng giờ 2 tiếng chứ đâu phải là giỡn. Nhưng mà ý là mình đâu có gọi là được chạy nhiều quá nhiều đúng không? Cái này mà cảnh báo điểm mù nó có quá tiếng động không đâu. Chắc là xi nhan nó sẽ báo chứ. Sẽ thấy nó báo mù không nháy không à. Dạ. Nó không báo tít thôi. Giờ tắt không anh. Xe cẩn thận. Mà đi lọt con kia thì re về mệt nữa đó. Ngon mà. Quá ổn luôn. Đẹp ha.